Nadal muốn thi đấu ở Australia mở rộng, ông Tony Nadal nói đùa với tờ Mallorca Daily Bulletin hôm 22 tháng 10. Tôi thấy nó tập luyện tốt hơn nhiều trong vài ngày qua. Bây giờ, điều chúng tôi cần là chấn thương của Djokovic, Alcaraz và có thể là cả Medvedev. Họ phải gặp nhiều vấn đề, thì Nadal mới có thể chơi tốt. Với câu nói vui kể trên, chú Nadal có hàm ý rằng ông lạc quan về khả năng dự giải của vô đất nện, nhưng không xem người cháu ruột là ứng viên vô địch như Djokovic, Carlos Alcaraz hay Daniel Medvedev. Đầu tháng này, ông Quét Tai Giám đốc Australia mở rộng tiết lộ Nadal đã xác nhận với riêng ông về việc tham dự giải Grand Slam đầu năm 2024. Nhưng sau đó, tay vật Tây Ban Nha nói rằng anh không chắc chắn về khả năng dự Grand Slam đầu năm sau. Nadal không thi đấu từ khi dính chấn thương hông tại vòng 2 Australia mở rộng đầu năm 2023. Tay vật 37 tuổi sau đó vật lộn điều trị, phải lên bàn mổ hồi tháng 6 và lỡ toàn bộ mùa này. Anh từng thông báo kế hoạch giải nghệ vào 2024, sau khi liên tiếp dính chấn thương dai rằng Nadal nói rằng nó muốn có một năm 2024 thật tuyệt vời. Ông Tony Nadal, người từng dẫn dắt Rafael Nadal từ đầu sự nghiệp đến năm 2017, nói thêm: "Đó là ước mơ của cháu trai tôi. Nó muốn thi đấu thật tốt với cường độ cao trong một mùa nữa. Chúng ta vẫn phải chờ xem điều gì sẽ đến." Nadal từng hai lần vô địch Australia mở rộng vào các năm 2009 và 2022. Anh từng giữ kỷ lục 22 Grand Slam, nhưng giờ đã bị Djokovic vượt qua với 24 Grand Slam. Người còn lại trong nhóm Big 3 là Roger Federer sở hữu 20 Grand Slam. Trong buổi phỏng vấn hôm 22 tháng 10, chú ruột Nadal cũng tiết lộ bí quyết giúp cháu trai phá vỡ thế độc tôn của Federer hồi đầu thế kỷ 21.